kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. USB tester mới anh em ơi, đây là USB tester mới nhất đến từ nhà Furniser. Ngày xưa mình hay đọc là Furnirsi, gần đây mới thấy anh em đọc là Furniser, có mã là FNAC28 các bạn nhé. Nếu anh em nào trên group ấy, thì sẽ biết là mình mua cái USB tester này từ khá lâu rồi, cỡ khoảng độ hơn 1 tháng, gần 2 tháng trước rồi. Nhưng mà gần đây thì nó sale rất là rẻ nên là khá nhiều anh em hỏi về cái USB tester này. Lúc mình mua là đâu đấy gần 400 thôi, bây giờ chỉ khoảng độ loanh quanh 300k là anh em đã mua được nó rồi. Thấy mức giá khá là rẻ với cả quảng cáo hấp dẫn ấy, nên khá nhiều anh em hỏi về nó. Đây là cách đóng hộp nhé. Lúc nhận về thì bên trong còn một cái sớ hướng dẫn sử dụng rất là dài. Ngoài ra nữa anh em có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng trên trang chủ của nó nhé. Đào file PDF này, đào cái phần mềm để kết nối USB tester với máy tính cũng ở trên trang chủ của nó luôn. Thì cái model mà xịn nhất của bọn Furniser này ở thời điểm hiện tại vẫn là con FNB58. Mình đã được một anh trong group tặng cách đây từ khá lâu rồi, phải 1.5 năm, 2 năm trước gì đấy rồi. Xong mình vô tình làm hỏng trong cái video bung nội thất và test con sạc dự phòng của Samsung EBP3400. Đó. Tính ra nó là model xịn nhất của Furniser từ cách đây rất lâu rồi. Thế còn gần đây thì họ ra cái model này, gọi là thuộc diện, chắc là model rẻ nhất nhỉ? Gần như là model rẻ nhất các bạn. Mình đã từng dùng qua FNB48, đây là FNB48S, FNB58. Đó. Và khi mà ra con này thì thấy quảng cáo mức giá là khá là hợp lý, tức là mức giá lúc đấy mới ra thì còn cao, chứ về sau thì nó sẽ giảm dần. Và đúng là chỉ khoảng hơn 1 tháng thôi, mức giá của nó đã giảm xuống khá nhiều rồi, loanh quanh 300k. Đấy. Hy vọng về sau cũng sẽ giảm thêm, nhưng chúng ta sẽ nói qua một chút về mặt thiết kế các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có một cổng A ở đây, là cổng A in này, sau đấy thì ở đây là cổng A out. Tiếp đến thì cổng C này, nó đánh in out như này nhưng mà cắm chiều nào cũng được các bạn nhé. Tức là điện có thể đi từ đây ra đây hoặc từ đây vào đây đều được. Đó. Bên trên này sẽ có cổng Type-C để kết nối với máy tính. Thế còn các cái phiên bản cũ ấy, kể cả FNB58 đi chăng nữa thì nó đều là cổng Micro USB để kết nối với máy tính các bạn nhé. Những cái phiên bản cao hơn như là FNB48, FNB48S hay là 58, nó đều chia ra làm hai bản. Bản có hỗ trợ Bluetooth hoặc bản không hỗ trợ Bluetooth. Thế còn con này thì mặc định nó chỉ có phiên bản là không có Bluetooth thôi anh em nhé. Kết nối app với máy tính thì anh em có thể tải app trên trang chủ, mình đã tải và vọc từ ngày xưa ấy. Thì app của bọn này thì nó không có nhiều tính năng lắm. Nói chung vẫn có một vài tính năng cơ bản quan trọng, như là khi mà anh em theo dõi điện đi qua USB tester này, các bạn có thể cắm cái này vào máy tính này để ghi lại cái biểu đồ. Nó tương tự với chiếc PowerZ mà mình hay show các cái biểu đồ cho anh em xem ấy. Nhưng mà bị cái là bọn này nó tức là không cho ghi offline, anh em có thể ghi trước đọc sau thì không được như vậy. Chúng ta sẽ phải vừa ghi lại, vừa đo vừa ghi, đúng không? Còn ví dụ như chiếc PowerZ này thì nó phân khúc cao cấp hơn rất nhiều, nên là nó có bộ nhớ trong và cái phần mềm đấy thì có thể đọc được cái bộ nhớ trong đấy. Tức là các bạn có thể cắm ghi thoải mái, sau rồi đọc kết quả sau cũng được. Thế còn cái này là phải vừa ghi cái kết quả đồng thời trong khi đo nhé. Tiếp đến về mặt thông số giải đo các bạn này, đó, nó sẽ là từ 0 đến 6,5A và từ 3,8 cho đến 24V. Như vậy ở thời điểm mới ra mắt, thời điểm hiện tại thì đây không phải là một giải đo ấn tượng nữa. Tất cả các cái FNB Furniser này thì nó đều có giải đo không thuộc diện ấn tượng ở thời điểm hiện tại. Cao nhất cũng chỉ loanh quanh 7A nếu mình nhớ không nhầm. Thế còn con này chỉ là 6,5A thôi. Và đây chúng ta có một vài cái USB tester thuộc diện rẻ này, đến từ KYC đúng không? KYC thì nó có giải đo rộng hơn rất là nhiều, nhưng mà tính năng của nó thì nằm ở mức cơ bản nhất thôi, gọi là hiện volt ampere đó. Thì cái này trước tiên là về mặt giải đo sẽ là không ấn tượng. Với cái mức 6,5A như này thì nó chỉ đáp ứng được việc đo của hệ Xiaomi Turbo thôi. Còn nếu anh em chuyển sang đo hệ VOOC thì có thể là sẽ bị bóp cái dòng sạc xuống đó, và không đo hết giải của hệ VOOC được, hoặc là hệ của Vivo đúng không? Thì nó cũng sẽ không đo được hết cái giải đo của hệ máy Vivo đó. Thì đấy là hạn chế của dòng này. Thiết kế của nó sẽ toàn bộ bằng nhựa các bạn nhé. Rồi, review thì lại nói nhiều quá thì anh em lại đây, chúng ta sẽ cùng cắm thử. Đây là bộ sạc 140W này, tải 140W này.
Con này thực sự là mình không thấy ấn tượng lắm và mình nghĩ rằng mình quay video này chắc anh em xem cho vui tham khảo thôi. Chứ mình cũng không khuyến khích anh em mua con quả kèo này. Lúc ban đầu ấy, thì mình thấy là nó giới thiệu cái tính năng thì khá là hấp dẫn. Đây. Bao nhiêu ấy nhỉ? Đây là mức tải 140W các bạn nhé. Các bạn có thể thấy này, con Zowei này, mặc dù là mình trên nó lởm ở cái khoảng báo pin à, báo phần trăm pin à, nhưng cái công suất nó báo rất đúng nhá. 132 này, 132 này, 142. Lệch nhiều quá. Đấy. Thì đây là mức tải cao. Thế còn chúng ta sẽ thử một vài cái mức tải thấp hơn xem nào. Ở đây để xem mình có những gì nào. Sạc dự phòng gần đây thì mình lại gửi đi cho anh admin Phúc mãi. Nó chưa quay trở lại. Đấy. Đây là mức 15W này. Còn ông này là 17. Đó. Thì ở mức 15 mà tranh cũng khá khá đấy các bạn. Thì trước tiên là về mặt kết quả đo là như vậy. Tại vì mình cũng đã sử dụng một thời gian tương đối thôi. Nên mình không nghĩ là... Thấy nhiều anh em hỏi thì mình sẽ quay. Nhưng mà mình không nghĩ là mọi người sẽ mua cái sản phẩm này. Con này thì có đảo chiều hiển thị được. Đây. Lệch khá nhiều. 17 này. 15 này. 15 này. Thì đó là về phần kết quả đo nhé. Tiếp đến con này quảng cáo là còn có chức năng gọi là check các chuẩn sạc. Đây là cái chức năng mà mình cực kỳ háo hức. Nhưng mà khi về nó khiến mình hơi ngỡ ngàng. Trước đấy mình đã từng dùng 48, 48S, 58. Thì mình đã biết cách sử dụng của bọn này. Phải nói là nắm khá rõ. Thế nhưng khi mua con này về mình mới ngớ người ra là đây, cái phần nó có thể đảo chiều hiển thị được các bạn nhé. Phát chạc này. Đó. Và đây nó sẽ cảnh báo hiệu điện thế cao đây. Anh em có thể thấy các chuẩn sạc mà nó có thể check ở đây. Và các bạn có thấy thiếu gì không ạ? Thiếu PD các bạn. Lúc đầu mình cứ ngớ người ra là nó quảng cáo như này lại ở thời điểm 2024 mới ra mắt. Nên mình cứ mặc định trong đầu là con này sẽ check được các profile của PD. Nhưng không. Về thì cắm vào cổng C, cắm củ sạc vào cổng C này, cắm cổng C này vào củ sạc, nó đều không check được ra PD. Và lúc đấy mình mới nhận ra là nó không hỗ trợ check cái profile PD các bạn. Ở đây nó chỉ hỗ trợ check các cái profile ở cổng A thôi. Chỉ check được chuẩn sạc ở cổng A, cơ bản nó là như vậy. Và không check được PD. Đây sẽ là một cái điểm trừ không thể chối cãi luôn ạ. Năm 2024 gần như tất cả, đúng không? Gần như, đúng thật. Chỉ còn một vài dòng máy Trung Quốc thôi, nhưng mà hầu như là tất cả các cái củ sạc cũng như chuẩn sạc nó đều xoay quanh PD rồi. Kể cả những cái máy Trung Quốc ấy mà nó hỗ trợ chuẩn sạc riêng, bây giờ nó cũng đều hỗ trợ sang PD ở một cái mức rất là cao đấy. Mà ông này lại không check được PD thì thôi chứ còn gì nữa. Tầm này thì cút chứ còn gì nữa. Chê hơi nhiều nhưng không thể khen nổi các bạn. Thì đến đây cần test gì thêm nữa không? Ở khu vực trên này các bạn sẽ có nút nhấn bằng nhựa này. Còn nếu như mà 48S thì chúng ta sẽ có cái joystick này. Và cái màn hình lớn hơn dẫn đến việc là giao diện sử dụng sẽ tiện lợi hơn. Nhưng mà các anh này thì đều có một cái hạn chế. Đấy là check chip này, check cáp này. Mọi thứ nó đều chỉ dừng ở mức 100W thôi. Tính ra là nó vẫn khá là thọt so với cái... Ví dụ nhé, check chip của cáp ấy, thì anh hoặc là check công suất của cáp thì cái anh này chỉ cáp 240 thì chỉ đo ra được là cáp đấy 100 đấy, là nó do cái giới hạn của nó ở thời điểm hiện tại khá là thấp so với các cái phụ kiện ở thời điểm hiện tại nên là check nó sẽ ra không chuẩn. SNB58 hình như cũng bị như vậy, một số anh em đã phản ánh trên group rồi. Nên là với quan điểm cá nhân của mình nhá, thì cái này chắc không cần test nhiều nữa. Thì mua USB tester hiện tại hoặc là anh em chơi rẻ hẳn mua những con này, chúng ta xem volt ampere watt giải đo rộng, đo được tất cả các thiết bị đúng không ạ? Nhiều anh em thì bị kiểu con này chỉ có cổng C, mọi người lại tưởng nó bị giới hạn, nhưng bây giờ đa phần các thiết bị của chúng ta đều có cổng C. Ví dụ nhá, bộ sạc zin là A2C đâu rồi nhỉ, bộ sạc zin mình vẫn đang
Đây mình ví dụ như vậy. Ở đây, bộ sạc zin của máy Vivo hoặc là Xiaomi hoặc là hệ Vox chẳng hạn, nó là A2C. Anh em cứ mặc định là phải cắm USB tester vào đây, không cần như vậy. Các bạn cắm vào cổng C này rồi cắm vào trước điện thoại này là được mà. Chúng ta vẫn có thể đo được đầy đủ mà. Đó. Thì quan điểm cá nhân của mình từ xưa đến giờ, mình vẫn khuyên anh em là hoặc là mua dày hạt. Mua dày hạt con này chúng ta chỉ xem volt, ampere, watt ở cái thời điểm tức thì đấy thôi, để theo dõi cho mọi thứ nó minh bạch xem là sạc đang nhanh hay đang chậm, công suất như nào đó, giải đo rộng đáp ứng được tất cả các hệ máy ở thời điểm hiện tại, đúng không? Hoặc là anh em có điều kiện thì mua hẳn Power Z. Mặc dù giá nó đắt hơn rất nhiều nhưng nó sẽ là một kèo endgame. Nhưng bản thân mình kể cả có Power Z rồi đi chăng nữa, mình cũng mua khá nhiều USB tester thuộc diện siêu rẻ này. Nó có cái ý nghĩa riêng, tức là chúng ta có thể đo check cái cách chia điện của củ sạc một cách rất là thuận tiện các bạn. Cái Power Z này đôi khi điện ngắt nó không tắt ngay, nhưng những cái USB tester này mà ngắt để chia lại điện ấy, là USB tester này dạng rẻ này nó sẽ ngắt ngay, và chúng ta sẽ biết chắc được là lúc đấy nó bị ngắt điện đấy. Và giải đo của nó rất rộng, không kém gì Power Z, chỉ có điều là tính năng nó nghèo nàn hơn ở mức cơ bản nhất thôi đấy. Thì anh em nhập môn những cái này mình nghĩ là nó rẻ, tính năng nó ít, không có trích G, không sợ bị trích G lỗi. Mọi thứ mình thấy mình dùng thế bây giờ mình vẫn chưa bị hỏng con nào, không gặp vấn đề với bất kỳ một thằng nào đấy. Ba cái thằng này của mình. Ok, trên đây là toàn bộ chia sẻ của mình về một cái USB tester mới. Chắc ở đây là màn test USB tester mà nhanh nhất của mình. Tại vì những cái con USB tester này mình cũng đã test cho anh em phải đến 20 phút đúng không ạ? Đo từng thứ một. Nhưng mà con này quả thực là lên video để anh em có thêm thông tin một cái cụ thể hơn thôi. À, cái này nó bằng nhựa các bạn nhé. À, chúng ta sẽ thử bung thử xem nào. Nó bằng nhựa và khi mà anh em cắm rút ấy, mà các bạn cầm cái này mà vô tình bóp mạnh là anh em lưu ý là có thể bóp vào màn hình bên trong nhé. Thực ra với quan điểm cá nhân của mình ấy, cái bọn FNB58 bây giờ 48, 58, 48S nó cũng có khá nhiều hạn chế ở thời điểm hiện tại. Anh em mới chơi cơ bản muốn mua tầm giá đấy thì cũng có thể tham khảo, nhưng mà theo quan điểm của mình là một là rẻ hẳn, hai là cao hẳn. Chỗ này chúng ta sẽ phải bóc ra vì hôm trước mình sờ thấy nó có ốc. Nó dán đang dính hai mặt đấy các bạn. Rất chặt luôn. Bốn con ốc này. Đây là tua vít UGZIN. Bộ tua vít gần đây anh em săn sale rất là nhiều. Về cơ bản nếu như mà đo mấy cái thiết bị PD tầm độ 100W đổ xuống, tức là chỉ đo hiển thị volt ampere watt thì con này vẫn đáp ứng tốt các bạn. Nhưng mà nó khá nhiều nhược điểm so với mức giá, không có nhiều ưu điểm so với cái mức giá của nó. Nhất là cái tính năng mình rất kỳ vọng thì nó lại không có PD các bạn. Không có check profile PD của củ sạc. Đây là nội thất của nó các bạn này. Chúng ta sẽ có một cái màn hình, ở đây là màn hình LCD. Tại vì chúng ta sẽ thấy ở đây là có đèn nền này, rắc của đèn nền nhá. Bên dưới này chắc là con MCU à? Ừ, MCU nằm luôn ở đây. Đó. Các cổng sạc này đều được hàn chân xuyên PCB các bạn này. Có khung cực kỳ cứng này. Cổng A của nó cũng là cái cổng A có 5 chân các bạn nhé. Đấy. Nên là cắm cái hệ Xiaomi Turbo này, mấy cái hệ mà có chân phụ ấy, là cắm sang đây sẽ cắm được, nhận được chuẩn sạc Xiaomi Turbo. Mặt dưới này là các con
điện trở lấy mẫu được. R-Sun. Bên dưới này là con IC gì đây? Có mã anh em này. Anh em có thể tra thử. Chắc là một con IC đo đạc gì đấy. Đây thì chắc là khu vực cầu chì các bạn. Thì bây giờ nó là USB tester dạng tích hợp mà. Chỉ cần một con MCU, một con linh kiện thuộc diện đo đạc tính toán, R-Sun các kiểu này, cầu chì như vậy là đủ thành phần rồi. Đây là khu vực cổng giao tiếp này. Hết rồi các bạn. Đây là toàn bộ thành phần linh kiện của USB tester mới nhất đến từ Flyser. Để anh em có thể tham khảo nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mình sẽ để link các USB tester này bên dưới cho anh em nào quan tâm thì có thể tham khảo và săn sale nhé. Các cái USB tester này mình đều có video rồi. Mời anh em cùng tham gia vào các group như là Cuồng Tai Nghe True Wireless, Cuồng Sạc, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ đáng săn với mức giá tốt nhất.